Xin chào tất cả anh em. Lần trước tôi có nói qua về vấn đề chạy xe tua cao số thấp hay là chạy số cao tua thấp. Thì trong video ngày hôm nay tôi sẽ bàn kỹ hơn về những cái lợi và hại như thế nào khi mà chạy hai kiểu như vậy. Như chúng ta đã biết ý, thì xe thể thao vốn nó sinh ra là để chạy nhanh, nên là nó luôn được tối ưu công suất ở các cái vòng tua máy trung bình hoặc cao. Tùy vào mỗi cái loại xe khác nhau thì lại có một khoảng vòng tua tối ưu khác nhau. Để mà biết được xe của mình như thế nào ấy thì cần phải đọc thông số từ nhà sản xuất, và cái thông số nên quan tâm đấy là xe đạt công suất lớn nhất hoặc mô men xoắn lớn nhất ở vòng tua nào. Cái thông số này thường được công khai cho nên không phải lo chuyện khó tìm thấy. Cách tìm đơn giản nhất là các bạn vào Google gõ tên xe, đời xe và thêm cái specification phía sau. Ví dụ R6 2017 specification thì nó sẽ ra thông số. Việc chạy số thấp tua cao nó có một cái lợi ích ấy, là ta sẽ cảm nhận được sức mạnh tối ưu của động cơ. Các bộ phận trên xe thì nó đã được thiết kế và tính toán để hoạt động tối ưu ở vòng tua như vậy rồi, cho nên là không phải lo nó ảnh hưởng đến độ bền của xe nhé. Ở một số xe đời mới có trang bị màn hình LCD màu ấy, thì khi chạy ở vòng tua tối ưu, các vạch hiển thị nó sẽ có màu xanh, mà nếu cao quá nó sẽ có màu đỏ hay còn gọi là red light, và đèn báo xăng số nó sẽ nhấp nháy. Đồng thời là lúc đấy cái hệ thống điều khiển nó sẽ cắt nhiên liệu để nó tránh vòng tua bị đẩy lên cao quá giới hạn. Đấy là lý do vì sao mà khi ta nẹt pô hết ga sẽ thấy tiếng pô nó bị đứt quãng, kiểu lúc bình thường thì nó cứ còn nhưng mà cái lúc mà mình red light rồi nhấp nháy rồi thì nó sẽ kiểu vung 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 kiểu thế đấy, kiểu kiểu nó như vậy, nó đứt quãng. Đấy là vì hệ thống nó cắt đấy. Trên một số xe ví dụ như Z1000 ấy, nếu mà giữ đều ở vòng tua tối ưu thì biểu tượng tiết kiệm nhiên liệu nó sẽ hiện lên. Một lợi ích khác của việc chạy tua cao đấy là khi tăng tốc lẫn giảm tốc thì nó đều rất hiệu quả. Lúc vặn ga thì xe vọt rất nhanh, mà đóng ga thì động cơ nó hãm xe lại cũng rất nhanh. Đặc biệt hữu ích khi mà gặp các cái tình huống khẩn cấp. Đấy là lý do vì sao mà khi cần dừng khẩn cấp thì người ta thường hay dồn số. Vì khi trả về số thấp ấy, thì vòng tua nó sẽ bị đẩy lên cao và nó tăng lực hãm động cơ. Mặt trái của việc chạy tua cao mặt trái của việc chạy xe tua cao ấy là xe hao xăng hơn và nóng máy hơn. Đấy, đó là những cái lợi hại của việc về của cái việc chạy số thấp tua cao. Còn nói về cái số cao tua thấp thì thực sự là cách chạy đó không những không đúng với tinh thần chạy xe thể thao mà nó còn có nhiều tác hại hơn là lợi ích. Lợi ích duy nhất của chạy số cao tua thấp là tiết kiệm xăng. Tuy nhiên tác hại thì nó lại rất nhiều. Đấy là nhông xích sẽ mau hỏng hơn. Trong miền Nam thì gọi là sên đĩa đấy. Hai cái đấy nó sẽ mau hỏng hơn và xe nó sẽ lao đi với quán tính lớn hơn, khó hãm hơn. Cho nên là nếu mà gặp trường hợp khẩn cấp là rất mệt đấy. Lúc đấy lại phải sử dụng phanh nhiều hơn. Để hiểu tại sao nhông xích nó lại chóng hỏng hơn ấy, thì đó là vì nó phải tải một cái lực lớn hơn. Các bạn nếu đã từng đạp xe đạp thể thao ấy, chắc sẽ biết là trên xe đạp thường có 3 nhông trước và 7 hoặc 8 nhông sau xếp từ bé đến lớn, đúng không ạ? Khi muốn lên dốc hoặc đề pa ấy, thì ta sẽ chuyển số để dùng nhông trước nhỏ và nhông sau to. Khi đạp thì nó sẽ rất nhẹ nhàng và không bị căng xích cũng như không tốn sức. Nhưng mà chân thì lại phải đạp nhiều vòng hơn và đạp nhanh hơn. Cái đấy thì nó tương ứng với vòng tua của động cơ khi phải lên cao. Nó phải lên cao khi đi số thấp ở cùng tốc độ ấy. Đấy, cái vòng tua nó sẽ như là cái việc mình đạp xe đạp đấy. Nếu để pa hoặc lên dốc ấy, mà để nhông trước to, nhông sau nhỏ ấy, thì có khi sẽ phải đứng hẳn lên mới dậm xuống để cho xe chuyển động được. Hoặc thậm chí là nếu mà lên dốc mà để
như thế thì còn không thể nào khiến xe nhúc nhích luôn. Và khi đó thì cái lực tác động lên xích nó là rất lớn, nó làm xích phải căng ra, chịu tải nặng hơn, và đương nhiên là nó sẽ kém bền và có khả năng đứt. Nếu mà khi đã lên tốc độ cao rồi và thấy chân phải đạp nhanh quá rồi, mình mới sang số sang xích, chuyển gạt xích sang nhông trước to và nhông sau nhỏ ấy, thì lúc đấy nó lại đạp rất nhẹ nhàng và xe lao đi nhanh. Đấy. Xe máy nó cũng tương đương như vậy luôn. Phải đi đúng số, và vòng tua thì nên để ở mức tối ưu hoặc mức cao. Ngày xưa tôi nhớ ở trong một nhóm Facebook về xe cộ ấy, hình như là nhóm cung đàn S thì phải, có ai đấy bảo là vẫn thường xuyên chạy S1000RR số 6 ở tốc độ 40 km/h, không vấn đề gì hết. Thì nơi nó thật, một là bốc phét, hai là đang hủy hoại con xe đắt tiền đấy một cách rất là ngu dốt. Thì nói chung anh em nếu mà đạp xe đạp nhiều rồi thì sẽ có một cái hình dung dễ hơn về cái việc như tôi vừa nói. Và nó cũng chẳng có gì nhiều, đến đây là hết rồi. Thì hy vọng anh em sẽ ủng hộ bằng cách subscribe và like share nha. Hẹn gặp lại anh em ở video sau.